đâu chứ đâu mà qua xấu hổ cái ngày nào cũng dân người ta kêu phúc ơi phúc hở lắm. Ba hồng bay phía phúc ơi. 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 Ba hồng bay phía hồng không phía dạy phúc ơi. Ba hồng bay phía phúc ơi. Thủ tướng.
Quốc ơi! Ba hồng mấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! Ba hồng mấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! Ba hồng mấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! Ba hồng mấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! Cái mỏ nó như cái mỏ lùn bây giờ, cái mỏ chó hết đồng heo bây giờ. Anh uống rượu mà cán bộ công an uống rượu ra đối xử với dân vậy, công an mà ra đối rượu với dân vậy. Đi. Cán bộ gì mà để dân mà đi tới cái là đau đau cán bộ đi bao chi tham nhũng không? Công an cho ông Phúc kìa, uống rượu ra đồ xài sở dân, uống chân rượu ra mà để ấy. Quay được vừa thôi, quay hết cả pin đi ra. Em sẽ quay cái mặt ông. Đi về, về quê chẳng còn nhớ anh mình. Mà đi dối rồi, Hương thì nhớ anh. Hương chỉ nhớ ông Thủ tướng thôi. Bởi vì ông Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đó là ông bành trướng bao che. Các tỉnh được cướp đất cướp nhà không nhớ gì ông mình. Được rồi, lúc nào anh em thì bao giờ anh em cho rồi.
nó thỉnh thoảng thần trung là có đó, nó dám mạo tạo đầu nó mặc áo công an đó. Ông Phan Thành Trung, đó là công an của người trước cái cổng phòng Nguyễn Xuân Phúc, uống rượu rồi ra hâm đánh dân. Thôi đi nhanh nhanh đi. Cho chủ tịch tỉnh Ninh Bình vào lò đi, bắt chồng ông làm ơi. Ông chồng ơi.
Đây là ngày 8 tháng 10, 2019. Nhân dân chúng tôi ba miền tới trước cổng nhà ông Phúc để mà đòi công lý. Bởi vì chính quyền đã cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Có cái giấy chỉ đạo thủ tướng mà chính quyền địa phương cương quyết không trả. Như vậy là cái quyết định của thủ tướng, cái công văn của thủ tướng đưa ra là nó không có hiệu nghị hiệu nghiệp hay sao? Tại sao ở tỉnh địa phương, tỉnh Bình Định không giải quyết cùng các tỉnh nữa, không giải quyết nhân dân chúng tôi? Nhờ nhân dân chúng tôi ba miền, nhân dân chúng tôi đến nhà ông Phúc có cái công văn 206 mà tại sao thủ tướng không chỉ đạo? Cái chỉ đạo 206 của nhân dân chúng tôi. Ừ, ấy đừng thổi, nó vô nhất cũng thổi. Đó, nhân dân chúng tôi bây giờ đến cái cổng nhà riêng của ông thủ tướng, tại sao không chỉ đạo giải quyết nhân dân chúng tôi? Yêu cầu thủ tướng thực hành đi. Được cái thủ tướng không có hiệu nghiệm mà tại sao chính quyền địa phương không thực hiện? Đừng đón được anh nhá, ướt, ướt cho ướt luôn. Đang giải quyết cho dân đi, cái đề mới dân tôi dân. Đây là dân không giao quyết cho dân, chính quyền các tỉnh không giao quyết cho dân để dân khổ như vậy, trời mưa trời nắng, do công dân dân chúng tôi mang tơ đội mũ đi như thế này. Giờ tôi yêu cầu thủ tướng làm thế nào để giải quyết cho trong sạch cho nhân dân chúng tôi đây. Nhân dân chúng tôi quá khổ rồi. Chính quyền địa phương không thực hiện. Chính quyền địa phương không thực hiện cái công văn của thủ tướng, chữ ký của thủ tướng. Như vậy là thủ tướng không có chữ ký, thủ tướng không có hiệu lực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, trả đất trả nhà cho dân chúng tôi đây. Mưa gió như thế này mà nhà cửa không có làm sao ở nhà. Đất đai thì bị chính quyền cướp. Này, bị chính quyền cướp trắng trợn các tỉnh nhân dân chúng tôi. Dân chúng tôi là rất đông mà chính quyền cướp vẫn vẫn cướp. Này, công an cứ đàn áp. Giờ đứng ra đây bây giờ đi đâu nữa? Bây giờ đứng ra đây ông Phúc ở đây để đứng vô đây kêu bây giờ đi đâu? Ai là người dân biết nhân dân chúng tôi, cứ kêu nhân dân chúng tôi đi. Nhân dân chúng tôi đi đâu, về đâu đây? Nhân dân Hà Tĩnh là quá yếu, bởi vì công an nó quá đàn áp, cho nên là vừa xong dân sợ cầu trời phán Phật, giao cái cầu dân Hà Tĩnh là cầu trời phán Phật trả đất cho nhà dân chúng tôi đi. Dân chúng tôi là quá khổ, trời mình mưa ướt nhẹp hết là cũng phải mang tơ đội mũ đi nè, cái cảnh khổ do. Đi qua bên kia. Đi. Ở cái đường cảnh cổng ấy, đừng lâu đi luôn. Đấy. Cái cảnh này thui qua thui nát. Trả tự do nhân dân chúng tôi đi, trả quyền con người nhân dân chúng tôi được tự do đi. Hôm nay áo ấm thì tại sao cứ đi về nhà trời mưa trời gió cũng vẫn đi như thế này? Thôi, anh
này bảo đi bên Hoàng Hoa Thám sang bên kia đừng đi cục này, Hoàng Hoa Thám thế nào? Đi sáng lại đây. Đi đâu, đi đây, đi đây. Mới sáng dần dần chúng tôi quá khổ chưa? Bị chính quyền để cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản nhân dân chúng tôi hết. Sạch sanh, sạch thanh không còn để mà con đường để mà cứu lại hết nhân dân chúng tôi. Trời mưa, trời gió mà nhân dân chúng tôi cũng phải đi đây. Đi đòi hỏi chính quyền. Trung ương hãy trả đất, các vị triều đình hãy trả đất, trả nhà dân chúng tôi đi. Mai đi sớm hơn nữa. Đi đi, đi ra công xe đi. Bà con ơi, chia sẻ tại vì cái chế độ này nó quá thúi nát, cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Ủa sao nó đứng đây hả thôi? Sao nó đứng đây? Trời, trung dân chúng tôi là trời mưa trời gió. Hôm nay hơn bạn nó cố. Hôm nay hơn bạn nó muốn. Trời. Đấy, nhân dân chúng tôi vừa đội mưa. Nhân dân chúng tôi đã công khai lên cái chế độ hòa này nó quá thúi nát. Đi ra. Dài nó quá thúi nát ha. Đấy, như này như có một phút nó cứ lưu ở nó đây lưu ra đây nó ở đây nó cứ im đi. Trả đất trả nhà dân ơi, thủ tướng ơi, đi có một mình à. Đấy là toàn bộ là
an ninh đó, công an an ninh đứng để mà đàn áp nhân dân chúng tôi, không cho bịt mồm nhân dân chúng tôi, để mà các vị triều đình bao che các tỉnh để cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Xe đất ra nhà dân chúng tôi mà mới nữa đi nhà ghế chúng tôi đi như thế này mà công an bây giờ đưa xe tới đàn áp nhân dân chúng tôi lên xe. Xe đất lại trả nhà dân chúng tôi đi. Đấy. Bà con lên xe đây. Quá chứ, cái dân quan là chỗ nào là có mặt, dân quan là chỗ đó cũng mình đi hết á. Không, phải đi riêng cây. Cho riêng đi phải cho lan. Dân mất đất mất nhà thì đi cũng mất đất mất nhà chứ tại sao đi riêng? Quá bọn mày đi riêng là được. Bọn mày đi riêng đây, bọn mày là coi như bao che tham nhũng đây. Tại sao mất đất mất nhà mới đi riêng? Khốn nạn. Toàn bộ là cái khốn nạn đấy. Chuồng ấy. Đây những người đã kết thúc hôm nay. Đây là dân Hà Tĩnh. Dân Hà Tĩnh là quá đông. Thôi để nghe nhiều nghe. Nó không té mà nó vừa nó cứ okay. Chiều nay là ngày 7 tháng 10 2019, nhân dân chúng tôi ba miền đi đòi chính quyền trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Yêu cầu chính quyền trả đất trả nhà cho dân. Cho dân có cuộc sống ấm no. Đừng để cho dân phải đau khổ nữa. Đừng để cho dân phải mất đất mất nhà nữa. Dân giàu nước mạnh mà cướp hết đất của dân lấy, dân đâu còn giàu nước mạnh nữa. Dân giờ đi ăn mài ăn xin còn không có đây. Đây tham nhũng đây bác. Tham nhũng đây, ăn cướp đất cướp nhà đây.
bị chính quyền cướp đất rồi. Nhân dân chúng tôi nó kéo la lết. Đây nhân dân oan Hà Tĩnh, dân oan ra 63 tỉnh thành, chúng tôi là đi tìm công lý, đi tìm chính quyền tà quyền, các tỉnh đã cướp sạch đất sạch nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi lên tiếng một cái thì to tiếng lên tiếng thì bọn công an đã đàn áp nhân dân chúng tôi. Bà con anh chị em cộng đồng chia sẻ cho nhân dân chúng tôi nên ngày hôm nay mà đi ra tha phương tọa phật cái này cầu trời phán phật để che đắp nhân dân chúng tôi đi. Thủ tướng chính phủ ơi! Đã đất đã nhà cho dân! Thủ tướng chính phủ ơi! Đã đất đã nhà cho dân! Thủ tướng chính phủ ơi! Đã đất đã nhà cho dân! Thủ tướng chính phủ ơi! Đã đất đã nhà cho dân! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! Đã đất đã nhà cho dân! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! Đã đất đã nhà cho dân! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! Đã đất đã nhà cho dân! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! 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 Đá đạo tham nhũng! Đá đạo tham nhũng! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! 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 Đi thùng ngựa lại đi! Đi thùng ngựa lại đi! Đi thùng ngựa lại đi! Nó đã xe lại! Đi thùng ngựa lại đi! Xôi hả? Xô dân hả? Dân chúng tôi là như xô hả? Đi đâu cũng bị bán theo hả? Đi đâu đây bây giờ cho dân chúng tôi là ba miền kêu quang bị chính quyền cướp đất cướp nhà ta còn vang đàn áp xô dân dân chúng tôi đây. Đá đạo tham nhũng! Đá đạo tham nhũng! Đá đạo tham nhũng! Đây bây giờ công an theo nó dưới đưa xe tới nơi dưới bà con chúng tôi. Đó là nó quá thúi nát hả? Là đã đưa lực lượng tới là nó đàn áp nhân dân chúng tôi. Đi tới đâu là trận tới đó, đi tới đâu là bao che tham nhũng tới đó. Để cho người dân người ta phải khổ như vậy đây. Cướp đất, cướp nhà, cướp hết tài sản để lấy đất phân lô bán nền.
Giờ đi tới đâu để công an bao che, công an phải bảo vệ dân chưa? Có đâu mà bao che tham nhũng? Để đâu quan tham các tỉnh tham nhũng? Để đâu? Để đâu quan tham các tỉnh tham nhũng? Để đâu? Để đâu quan tham các tỉnh cướp đất của dân? Để đâu? Để đâu quan tham các tỉnh cướp đất của dân? Để đâu? Để đâu quan tham các tỉnh cướp đất hại dân? Để đâu? Để đâu quan tham các tỉnh cướp đất hại dân? Ra đây công an đàn áp với ra cái đùa lên xe em biết quá xấu hổ. Tình hình tham nhũng ông Phúc ơi, ba Hồng bay với ông Phúc ơi. Ba Hồng bay với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thế là đừng có níu trong ban này. Thế là đừng có níu. Đảng ơi, đã đất trả nhà cho dân tôi. Dân quá khổ rồi. Đã đào tham nhung. Đã đào. Đã đào tham nhung. Đã đào. Đã đào quan tham cướp đất này. Đã đào. Đã đào quan. Đã đào quan tham cướp đất này dân. Đã đào. Đã đào quan. Chứ chẳng được ấy thì đi lên đi để còn. Tổng của cái trường nát đầu quá. Cái trường nát đầu quá. Đá đầu quan tham góp đất hai dân. Đá đầu quan tham tên bình định góp đất hai dân. Đá đầu tham nhũng. Thank you.
thôi. Bây giờ đưa dây về được cái đuôi vào. Thôi bây giờ mà cứ đi đầu đuôi sao? Là cơm đất lên nhà hết mà đuôi. Đá đâu tên nhung? Đá đâu quan tâm cơm đất hải dương? Đá đâu quan tâm cơm đất hải dương? Để đàn áp nhân dân chúng tôi lên xin nó xuống ngược xuôi xuôi. Đá đâu của công an Ba Đình là đàn áp dương? Đá đâu quan tâm tỉnh Bình Định cơm đất hải dương? Đá đâu quan tâm các tỉnh cơm đất hải dương? Đây cái bọn quan tham đây, nó bao che quan tham đây, cái bọn công an nó bao che quan tham cướp đất hại dân đây. Quá bác tài ơi. Cái bọn nó quá thối nát. Đừng nghe ngọn. Không, 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 không
đây là nghề đây là ngày 7 tháng 10 2019 nhân dân chúng tôi ba miền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của dân, bắt đèn bán đâu. Ông ta đang sang nhà.
Lão già giúp một kia rồi. Đây. Giúp một kia rồi. À, đây. Đâu này đâu. Giúp ông kia rồi. Rồi, giúp. Đá đá bọn tham nhũng. Đá đá bọn tham nhũng. Đá đá bọn tham nhũng. Đá đá chủ tịch 63 tâm thành góp đất Hà Dân. Đá đá. Đá đá. Đã đưa đảng áp dân chúng tôi đã xe rồi. Chúng tôi không chỉ là một công ty giao thông chỉ các công ty giao thông, còn nhận được rất nhiều đồng từ giá.